xin chào cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Thanh Nhiêu Vlog của Thanh. Thì ngày hôm nay á, Thanh có đi cắm câu cò đó các bạn. Thì hôm nay á, Thanh sẽ đi thăm. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị em và các bạn cùng với Thanh đi thăm câu cò nha. Mình đi dạo vô trong đây nè. Tới 7 cây cần rồi đó nhưng mà không có dính cây nào hết á. Hiện qua Thanh đặt đâu ở cánh bên kia mấy cây nữa. Giờ mình đi dậy dậy cầm ngày hôm qua ấy là Thanh có cắm thử cái cánh này và mấy cây này các bạn. Giờ mình đi dậy ngày trái cho cái chỗ này á, nó dính tại ngày hôm qua thấy cái chỗ này á là dấu giò rồi im lắm nè. Nó im lắm đó. Im lắm, con cá ngồi nguyên luôn đó. Bữa nay sao cống cao thấp vậy ta. Wow, chỗ này á là cái con gì ăn đứt cái lưỡi luôn này các bạn luôn nè. Cái cần này á, cái con gì nó cắn nó gực mạnh lắm nè, đứt cái lưỡi luôn. Này á, là Thanh nghi á, là con cò nó ăn rồi nè, mà nó gịch ra được, nó chạy nè, bởi cái lưỡi câu nằm tuốt trên đây luôn nè cô chú anh chị em nha các bạn. Rồi mình đi dài vô. Mà bữa nay á đi thăm câu cò lâu cũng mấy giờ, còn một cặn nữa chứ, quên nữa chị. Dạ dính nè, cắm rồi mà cũng quên nha, còn đây cặn nữa. Cần này cái lử làm tốt trên nữa nè. Mất tiêu cục mồi, cái này là nghi có cọ năng nè, nhưng mà nó vụt ra được đó cô chú anh chị em nha các bạn. Thì cái cần này á, là cái cần cuối cùng rồi. Thì tổng cộng á, Thanh cắm cũng được mười mấy cần, mà bữa nay mười mấy cần không có cần nào trúng hết trơn. Thắt luôn, bây giờ mình đi dài vô luôn các bạn á. Lần đầu tiên đi cắm con cò mà không có dính cò luôn. Lần này là thấy thắt luôn. Chiều nay chắc trời đói luôn rồi các bạn ơi. Cò này qua bên đây mới được. Cái này cái kinh này người ta khai nước ra thì các bạn. Ồ. Kinh này cái cá thấy nóng lạnh luôn chèn. Kìa ồ cái ổ luôn kìa. Một ổ cá luôn. Rồi bây giờ Thanh đi lấy cái thùng bơi, hồi nãy Thanh có thủ theo nè. Để Thanh đi thăm cò đó. Wow. Cái chỗ này người ta khai nước ra này các bạn ơi. Nước cạn là trơn nè, cá nó nổi ít trà ít trà nè. Quá wow, một ổ cá luôn. Bây giờ
xanh bắt dài dài lên. Cáo phi nè các bạn, bắt cá nhỏ, bắt cá bự trước đi. Vậy hả mày, một con cá con phi. Qua wow, cái chỗ này cá con phi nó nổi nè các bạn. Cái chỗ này á người ta khai nước ra nè, bở cá con phi nhóc ở trên luôn nè. Cá con phi, cá phi bự nè đây. Quá wow. Trời ơi, con cá bự kìa. Khai cà bá luôn. Người ta khai nước ra đó các bạn. Cái bắt đầu cá nó đi theo cái đường nước đi xuống. Con cá bự. Cái nó dồn xuống á, thành nó bắt dài lên trên đây xíu nữa. Các bạn, chỗ này cá con phi nhỏ không à. Dài dài lên trên đây. Chỗ này á, người ta có người ta đi học hang với bắt trước mình rồi nè các bạn, mà cá vẫn còn thấy ham luôn á trời. Wow. Cái kinh này thấy gì mà cá nhiều ghê luôn á trời. Lúc mà Thanh đi cắm câu á, Thanh thấy cái kênh này á, nước còn rất là cao luôn. Bữa nay nó rút nước cái cá thấy ham nóng lạnh luôn. Chỗ này cá ngớp nhóc luôn các bạn. Thì Thành giờ ở cái này lên dễ bắt cá. Cá nó sẽ vô cái chỗ rau muống này nè, nó trốn. Wow, ở ngoài đồng này thấy tép nhiều luôn. Cá lục kiến nhỏ. Ôi trà, ở đằng trước cá nó ngớp đằng trước. Một ổ cá ở đây luôn các bạn ơi. Nè nè nè. Quá quá quá. Quá đã luôn. Ôi trời ơi, một ổ luôn. Quá. Lấy cái thùng rồi. Ui. Một ổ cá luôn các bạn ơi. Này á còn hơn là bắt trong hầm nữa trời nè. Cá nó rút vô trong cái đám rau muống này nè các bạn. Chặn nó lại mới được. Để thôi á, nó ụt theo cái đường nước này nó đi xuống. Cái quá. Wow. Trong chiến bự luôn. Ui.
công nhận á, cái chỗ này người ta khai nước ra đó cá nhóc luôn các bạn. Ủa, nó vô trong lọt luôn. Quá quá quá, một con cá lóc chín chập á luôn, sình nó nhăn vô mắt cả. Lần đầu tiên thấy bắt cá mà đã tay, bắt cá mà đã tay như gì luôn nè cô chú anh chị nè các bạn ơi. Đó quá, cá nhiều quá nó dậy bắt nó không biết bắt con nào trước luôn á tiền. Quà vừa mình thì xong rồi, bữa nay cắm câu cò thì thích bắt cá này. Quà đã tay luôn. Chàng ô nè nè. Quá. Đây thấy cái thùng luôn. Đây một anh nữa. Ây ôi, đù. Quá quá. Ôi. Cá con Vy chà bá luôn. Ôi ôi. Lần đầu thấy bắt cá mà đã như gì luôn á trời nha. Nè 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 các bạn nó trốn. Nó người ta khai nó chảy từ trên đó các bạn. Nó dài xuống dưới đây. Trên đó chút nữa thanh lên rồ. Nó nằm trong cái háng luôn á chị. Kìa. Ủa con cua. Có cua luôn. Ui, con tép bự nè. Quá. Con tép đồng bự dữ ta nè. Bắt luôn. Dạ. Anh mò dài xuống dưới. Ui, cá nó ngóp dưới rồi. Dài xuống. Cua nhỏ nhóc chừng rồi các bạn. Cái này à, con cá linh không ta, cá linh hay cá gì? Ô nè các bạn ô, cua nó trốn nha. Nó con cua này nó mới có lột vỏ, thả nó lại đi, nó còn lột vỏ. Trời ơi, nãy giờ anh trốn ở trong đây nè các bạn. Quá thèn ui. Cá chà bá luôn. Đó. Nè. Cá bự nè, hai con luôn chị. Nè. Đó. Ít trời nãy giờ nó trốn trên đây chị. Wow. Có cá. Con nước thì nó có cá nè. Wow. Ê con cua bự nè các bạn không? Ê con cá chạch. Quá. Được con cá chạch nè. Cá chạch này cá chạch đồng luôn á. Cô bự nè các bạn luôn nè. Quá quá đã. Giờ mình mò dài xuống lại đằng kia các bạn, tại nãy giờ á thanh quậy ở trên đây quá, cá nó dồn xuống dưới đó nhiều lắm đó. Cái chỗ mà nãy thanh đợi cho nước nó cút xuống đó. Chàng ơi, nửa thùng bê cá luôn nè cô chú anh chị em nha các bạn luôn. Nhá. Quá. Sách nước. Sách
nó ngớp đầu nhậu đâu 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 mà lận lận trong người tôi một con bự quá đâu mà lận trong người tôi một con chà bá trời. Giờ anh đi dạy chứ. Wow nè các bạn, nửa thùng bê cá luôn á. Lần đầu mà anh đi bắt mà thấy cá nhiều vậy luôn á. Ý là hồi nãy có người ta đi rồi nè, cái dấu dò của người ta đi trước mình luôn á. Giờ mình đi dạy những cái dũng đó đó. Wow, nó dọn xuống dưới rồi các bạn ơi. Ủa có cua nè. Nhọt lắm cả luôn. Chết ha. Ý, trong đó có con gì mà nó ụt bật nước nữa. Cái nhỏ quá, trong đó là có cua đó các bạn. Ồ, nó dồn cá xuống kìa, cô chú anh chị em các bạn. Ồ, nó ngớp kìa. Trời ơi, cá bụng nó ngớp đầu ghê ớt ớt à. Ham dữ vậy chẹn. Thấy ham luôn. Ít à, nè cá của Phi này nè. Nè bự nè, ngớp nè. Nó ủa cái chỗ này này mà hồi nãy á ha, Thanh đem theo cái gỗ này là xúc lên ha, bao phê luôn. Cái chỗ này cá bự nhiều luôn á chị, ít chợ có con chen chép. Wow. Dạ, nó đâm cái tay chết rồi. Wow, cái chỗ này nó nãy giờ á Thanh đi lên dài trên đó đó, Thanh bắt á để cho nó dồn nước xuống đây á, chứ cá nãy giờ nó dồn. Cái cây đầm đặn Thanh không biết bắt làm sao luôn á, chỗ này cá nó nhiều mà Thanh không biết tả làm sao luôn á cô chú anh chị nha các bạn. Cá bự luôn á, phải hồi nãy mà Thanh cầm cái gỗ này luôn nha. Thanh xúc cá đã luôn á trời. Nha. Cái chỗ này á là cái cống người ta khai nước ra nè các bạn. À, cho nên á con cá nó sẽ nè cái đuôi nè, đuôi cá bự nè. Đó. Wow. Bà nội luôn á. Cái nó người ta khai nước ra cái chỗ này nè cô chú anh chị em nè các bạn, cá nó sẽ ôi da 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 cá nó dồn theo cái con nước mà xem xét đó, nó đi xuống cái cống này nè, thì cái cống này có con cá một tiếng thôi người ta khai ra kinh á. Cá nó đâm đau quá. Có một anh cua nữa kìa. Anh cua nhỏ nè. Đó. Bây giờ. Bây giờ. Bưng cái thùng bơi bưng nó không nổi luôn. Dạ, sừng nó đeo. Bây giờ anh mò dài qua bên đây. Ui, này nè. Hết hồn. Nè cá nó nổi nè các bạn luôn nè 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 nè. Là bắt cá một tay cũng dính luôn. Cái chỗ này. Wow.
Wow. Đẹp hả mày? Và cái chỗ này nó nhiều quá, Thanh không biết làm sao bắt luôn. Để Thanh nó lên bờ đi. Dắt nó ụt đi thôi. Dắt. Nè nè nè. Cái này mà đem theo cái gỗ xúc luôn. Núp ở trong cái chỗ này. Qua bên đây nó nổi đầu lắm. Bây giờ nó quá nhiều không biết sao mà bắt luôn á các bạn luôn. Tạt nó lên trên bờ mới được. Wow, nè nè. Nó quá quá nhiều không biết sao mà bắt luôn. Dạ. Tạt lên nó đâm đau quá. Cái chỗ này không ạ. Nhiều quá rồi, Thanh bắt nãy giờ cũng nhiều rồi đó cô chú anh chị nha các bạn. Bây giờ á Thanh đi dạy lên. Hồi nãy là có người bắt trước rồi đó. Cái bây giờ có thêm một ông chú đi bắt nữa kìa các bạn. Chạy hả mày? Có thêm một ông chú đi bắt nữa kìa. Thanh bắt nãy giờ thì cũng quá nhiều rồi. Giờ mình nghỉ mình đi lên. Đi bắt hồi ít nhờ sao mà đi cắm con cọ, đi thăm con cọ nó không có dính, cái đi dài ra đường nó về gặp cái kinh người ta đang khai nước ra, cái bắt đầu thấy cá nó nheo mà chân luôn, ít cá một kiếm thì chặt bá luôn nè, đó con phi bụng nghe tí luôn á. Sình á, để nó nặng quá. Thì bây giờ á, thành quả của Thanh á là nãy giờ Thanh đi bắt, bây giờ Thanh chỉ là lựa cá bự lại á, Thanh lấy Thanh đem về thôi. Còn cá nào mà nó nhỏ quá đó, cái Thanh thả lại dưới kinh này nè, để nữa cho cá nhỏ mình thả đó, nó bự lại á các bạn. Cái bắt đầu á là nó bự lên cái mình có mình ăn nữa. U con cua nó chạy, u con cua này bự. Cái càng nó không có được bự, chắc là cua cái gì á. Đây, cái này cá này nhỏ quá, Thành thả xuống cái kinh miếng đó. Tại vì nó có cái kinh ít nữa mấy con cá này nó bự lên á. Cái mình ăn mà bà con cô bác người ta cũng có, người ta bắt người ta ăn á. Thì hồi nãy á, Thành vừa mới bắt xong á là có ông chú đó, ổng xuống ổng đi bắt nữa kìa các bạn. Ổng bắt nãy giờ sao mình đó, nhưng mà cũng gần nửa thùng bê luôn rồi đó. Cả cái chỗ này là công nhận là rất là nhiều luôn á. Rồi video của Thành đến đây Thành cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã xem hết video của Thành. Nếu mà có yêu thích kênh Thanh Nha Vlog của Thành thì cho Thành xin một like, một lượt đăng ký để Thành có
có động lực ra nhiều video hay hơn nha. Cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã đón xem.